sa pa wa to ra to samma sambuddhassa nam mô tassa bhagava to ra to samma sambuddhassa nam mô tassa bhagava to ra to samma sambuddhassa nam mô bụt tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bụt tha. Dạ lễ thượng tọa chư đức, kính lễ cô tu nữ Thê Ma, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì thì giơ tay là tất chấp và xin mời Sức Nguyên Như. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Tha Giá. Con kính lãnh lễ Ngài Thí Đức, con xin kính lãnh lễ Ngài Đức Tông. Và hôm nay cho Nguyên Như mở hàng nha quý vị. Và Nguyên Như có một câu hỏi bạch Ngài là khi mà mình dâng cúng thực phẩm cho chư Tăng á, những cái trái cây và những cái rau quả đó mình phải cắt nhỏ ra. Nếu mà không á, thì con không có biết là đó gọi là phạm giới hay là phạm luật, là tự vì ăn những cái đồ còn sống đó, thành ra những cái trái cây phải cắt, cắt cái trái táo, trái nho gì phải cắt ra chứ không có dâng nguyên một cái cho chư Tăng được. Thì có những vị lại giải thích cho con là vậy nè, những cái đó đó là có thức tánh, cái đó cũng là ăn như vậy đi, như vậy vậy là tắc tăng, thành ra Đức Phật phải dạy như vậy. Mà con thì con không nghĩ là như vậy, tự vì nếu mà gọi là một chúng sanh đó thì phải có thức tánh, mà mỗi cái gọi là một cái ngũ uẩn rồi thì phải có danh và sắc. Thành ra những cái rau cải nó có sự sống nhưng mà nó đâu có thức tánh, phải không bạch sư? Nhưng mà con giải thích như vậy thì cái vị vị sư lại không có chịu. Thành ra con xin bạch Ngài, Ngài có thể giải thích ra và Ngài có thể định nghĩa là thức tánh là gì và chúng sanh là gì, để con có thể đem cái video này mà con có thể truyền đạt lại. Dạ con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả cái gì mà dâng đến chư tăng dùng được là phải hoại thể chứ không phải liên quan tới thức tánh hay gì thức tánh gì đó. Nghe cái ý của nhà sư, mà khi dâng đến nhà sư, sư muốn dùng thì cũng phải làm dấu, tức là tiếng Bali gọi là biên thú đó, tức là cái cặp này kia đó. Trái cây cũng vậy, không cần phải cắt ra nhỏ đâu, thì dù như mình làm hoại thể, dù mình cắt cái cuốn hay là cắt một miếng vậy là được rồi. Chứ không cần ấy, nếu mình có thể làm cho nó đàng hoàng thì cắt là nhỏ này kia thì cũng được, nhưng mà cái đó là hình thức làm hòa thể để cho con mắt mình nó đừng dính vào chế định, đừng dính vào cái trái cây đó ngon trái kia cái ấy gì này kia thôi. Còn nói về chúng sanh có thức tánh là nhớ tất cả các vật mà được gọi là chúng sanh đó, nó có một hoặc hai. Thưa đó là cái thứ nhất là chi quyết tiên tri giá, tức là sắc mạng quyền, và chi ta giá che ta si cả, tức là danh mạng quyền. Nếu chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thì có cả hai, chúng sanh ở cõi vô sắc thì chỉ có một, tức là danh mạng quyền mà thôi. Còn chúng sanh ở cõi vô tưởng thì chỉ có sắc mạng quyền mà thôi. Thì những chúng sanh đó dầu rằng như chúng sanh cõi vô tưởng ấy, giống như cái búp bê vậy đó, nhưng mà vẫn được gọi là có thức tánh như thường, tức là có sự sống đó ha. Bởi vì họ có sắc mạng quyền. Còn chúng sanh ở cõi vô sắc thì không có hình tướng giống như chúng ta, nhưng mà vẫn gọi là chúng sanh, tại vì nó có cái danh mạng quyền. Thành ra khi nào còn ở cõi ngũ uẩn thì có cả hai, thì cái đó mới gọi là một chúng sanh hoặc là một cái động vật có thức tánh. Nam mô Bụt Tha. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nguyên Như xin kính tri ân lời dạy. Dạ con cũng có một câu hỏi của một vị Phật tử chát qua cho con một ngày. Con xin phép cô Trần Đạo nha, con hỏi một câu này rồi con leo xuống, con nhường MC lợi cho cô Trần Đạo. Con bấm ra cái câu hỏi. Câu hỏi một ngày là tại sao Đức Thế Tôn phải bỏ cung điện, lầu đài gác tía để tầm đạo,
trong khi Ngài có thể thực hành điều đó trong cung điện mà không phải mang lại sự đau khổ cho người thân của Ngài khi phải mất Ngài, trong khi tu ở Đà Lạt, tại sao con đường khổ như vậy? Dạ, Nguyên Như con xin kính dâng đức lại cho Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Con đường thành đạo của Bồ Tát nó phải dựa vào cái môi trường của cái khu vực mà mình đang sống. Và cái thời đó thì tất cả chúng sanh đều phải khổ hạnh, tức phải hành những cái pháp gì mà nó ghê gớm, nó cực khổ ghê gớm lắm. Thành ra với ba la mật của Bồ Tát vậy, nhưng mà Ngài vẫn hạ thủ công phu cái môn khổ hạnh tới mức tối đa, để sau này khi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên mà nghe nói là khổ hạnh ta đã qua, lợi dưỡng ta cũng tựa từng trải, chứ còn nếu không thì làm sao Ngài thiết được, phải không? Còn Ngài thấy hay không, Ngài thấy cái đó đúng hay không đúng thì trong kinh điển không có nói rõ ràng đâu, bởi vì vào thời đó rồi Ngài đi tìm đạo mình, sau này có những cái gì thì Ngài nói sơ thôi, chứ còn mình dựa vào số cái điều kiện của các vị trong lịch sử Đức Phật, các vị Phật từ xưa vậy đó, nghĩa là cái thời nào khổ hạnh mà nghĩa là thuộc loại thứ thiệt đó thì hạnh nó khổ hạnh lâu một chút, thành ra có những cái gì thì chỉ có mấy ngày thôi, có những gì một tháng rồi có Đức Phật gì tới 6 năm là thứ nhất, là vào thời đó nó có cái đó nó nặng nề một chút, thứ hai là cái nghiệp quá khứ của Ngài, thành ra Ngài tới 6 năm, đó là cái hình thức mà vào thời đó Ngài phải vậy, thì ra, khi mà đi ra mình nói là mới nghe. Chứ còn Ngài ở trong cung mà Ngài hành đắc đạo quả thì cho Ngài ra, Ngài nói có hai cái con đường mà không có giúp lợi ích gì cho ấy, là một khổ hạnh, hai là lợi dưỡng. Họ hỏi Ngài có khổ hạnh đâu, Ngài biết đó là nó không đúng, Ngài sai, thấy không? Đó là cái truyền thống của chư Phật dựa vào số cái điều kiện, cái thời gian các vị đã sống. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin kính thay mặt đạo hữu ngày kính tri ân lời dạy này. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Tần Đà. Dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng, có anh chị nào có thắc mắc gì thì giơ tay lên trực tiếp hỏi Ngài hay là đặt câu hỏi để cho Trần Đạo đọc cho Ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ con thấy câu hỏi của Sobhanachita. Kính thưa sư, con có đọc một bài viết về tâm sở tính, trong đó có đoạn viết như sau: trong thời Đức Phật có những tế đàn của Bà La Môn, Đức Phật không bài bác tất cả tế đàn, Ngài xác nhận những tế đàn không có sát hại sinh vật là tế đàn tốt. Kính xin sư chỉ dạy thêm cho con hiểu tại sao có một sự việc mê tín như vậy mà có thể là tốt được. Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó mình nói tất cả các tế đàn đều mê tín thì đó nó không có chính xác đâu. Thành ra tùy theo cái duyên nghiệp của Đức Phật đối với chúng sanh lúc đó, cái tiền nghiệp họ tốt, Ngài có thể Ngài dùng cái đó để Ngài độ người ta. Còn nếu cái tiền nghiệp chúng sanh đó quá xấu mà có nguy hiểm cho cái xã hội hay cộng đồng lúc đó thì Ngài mới lên tiếng, Ngài giải thích hay là Ngài làm cho họ bớt bỏ những cái đó. Chứ còn ví dụ như mình nói là có những cái mình cho là mê tín thì nó không có đúng, ví dụ như mình nói mình đã tạo thờ ông bà, là mình theo một số phong tục cái truyền thống của quốc gia đó, mình nói cái đó không đúng thì cũng không được, nên nói đó là tà tín cũng không được. Nhưng mà cái cách đó thì mình bây giờ mình có thể mình lợi dụng vào cái đó để
mình giải thích muốn vậy, muốn cho cha mẹ được được và sao sao thì mình dựa vào số cái điều dạy bất bất trí mình ấy đó. Thì người ta cũng lễ bái kính trọng như vậy, mà lễ bái kính trọng vậy với cái điều kiện khác khác hơn, tốt hơn. Chứ còn cái gì mình cũng cho tà tính mê tín là mình bỏ anh ta đâu có được, không? Cái đó là mà tùy theo mỗi cái duyên nghiệp của chúng sanh. Chứ còn mình nói tất cả cái đều là xấu hết cũng không được. Trong cái xấu nó cũng có cái mình xài được, trong cái tốt nó cũng có những cái không có được chính xác. Thì tùy theo những cái điều kiện mà Đức Phật với cái thắng trí thông này có thể ngài thấy được, thì mà ngài mới cái để giúp đỡ người ta. Còn mình thì ở đâu nói đó thì không có nên. Thứ hai đó là cái gì mới vô đó, bớt cái câu hỏi kia rồi thì chúng tôi giải thích Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thấy Sô-ba-na Chít-ta đã xa thúc ngài ạ. Dạ thưa, dạ Định Tuệ Song Tu đã post lại câu hỏi đó, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư giải thích rõ chỗ khác nhau giữa các loại xả như sau: xả trong sáu căn Chalanguvekkha, số 2 là xả phạm trú Brahma Viha Rupekha, thứ 3 là xả giác chi Bhojang Rupekha, thứ 4 là cần xả Virīyu Rupekha, thứ 5 là xả Ba La Mật Rupekha Ba Rami. Và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ kinh bạch chư tôn hề dạ kính thưa cho quý vị, chữ hữu biệt khả này nó có tất cả 10 loại khác nhau. Thường mình dịch là xả, nhiều khi có những loại nó cũng lộ biệt khả nhưng mình dịch xả không nó có chính xác. Chúng tôi xin sử dụng nguyên chữ hữu biệt khả, chúng tôi giải thích tất cả 10 cái điều này. Thứ nhất, chà lăng khu biệt khả. Chà lăng khu biệt khả này đó chi pháp là tâm sở hành xả, nghĩa là cái tính cách mà nghĩa là không nghiêng qua trái phải, không không cứng không mềm đối với sáu đối tượng của bậc A La Hán mà thôi, bậc mà đã không còn phiền não nữa đó, thì xà lăng khu biệt khả này chỉ dành riêng cho bậc vị đó mà thôi. Còn chúng ta thì không có cái vụ này. Nhìn một cái vật gì để chúng ta xả là xả kiểu có vô minh, chứ không phải xả kiểu giống như là chà lăng khu biệt khả này. Thứ nhất. Cái thứ hai, Brahma Viha Rupekha. Cái này chi pháp là tâm sở hành xả, nghĩa là có cái sự mà không thiên vị bên nào giữa tất cả các chúng sanh. Bởi vì cái này là cái này tức là mình đang hành cái xả ba, cái xả tứ vô lượng tâm đó. Thành ra mình có cái sự không có thiên vị, không có nghiêng bên nào. Cái này gọi là Brahma Viha Rupekha bệ khả. Cái thứ ba, Phốt Chăn Khú bệ khả. Cái này cũng là tâm sở hành xả, là trong cái một chi của thất giác chi, là cái nhân để cho giúp đỡ những cái phần khác có thể thấy được hoặc là giác ngộ Ariya Sắc Chà, cái pháp Ariya Sắc. Cái thứ tư, Virīyu Bệ Khả. Cái này thì đây chỉ cho tâm sở cần, nghĩa là không có quá cứng, không có quá mềm trong cái việc mà tu tiến, tức là trong cái việc mà hành thiền đó, bất cứ thiền thiền chỉ thiền minh sát gì đó, gọi là Virīyu Bệ Khả. Cái thứ năm, Sẵn Khả Rú Bệ Khả. Cái này thì chi pháp là tâm sở tuệ quyền, khi mà thấy rõ ràng một cách chắc chắn về mà tam tướng đó,
của sẵn cả đó thầm đó. Đó thì cái lúc mà thấy chắc chắn như vậy đó, thành ra cái giới vị đó mới là xả, tức là không có dính mắc, không có chấp này chấp nọ đó, thì cái đó cái lúc đó cái tuệ đó gọi là sẵn cả ru bệ khả. Cái thứ sáu là về đa nu bệ khả, cái này là đây là tâm sở thọ, tâm sở thọ nghĩa là không có dính vào cái sự khổ hoặc là cái sự lạc, tức là nằm ở giữa. Cái thứ bảy quý bạch sa nu bệ khả, quý bạch sa nu bệ khả là tâm sở tự quyền, cũng không có yên, không có qua, không lợi, không cứng, không mềm trong cái việc mà quan sát các đối tượng tam theo nhân duyên của nó mà thôi, chứ không có thiên vị đó, không có ai đó tị, không có thiên vị. Cái thứ tám ra mắt chấp tà tu bệ khả, cái này là cũng là tâm sở hành xả, không có yên tị trong cái việc mà nhận lấy những cái đối tượng mà nó đang tới. Cái thứ chín là cha nú bệ khả, cái này cũng là tâm sở hành xả, nghĩa là trung trung á, rất là vững chắc trong thiền tại thì giá cha ná, tức là trong thiền thứ ba nói theo cha tu cả na giá, tức là nói theo thiền mà bốn chi từ tu cả na giá. Còn cái thứ 10 bà rí sụt thu thú bệ khả, tức là tâm sở hành xả trong tứ thiền, nói theo cha tu cả này luôn tứ thiền đó, nghĩa là không yên quá, tức là không có nghe, không có ngang. Bởi cái tứ thiền này là cần cái bà rí sụt bệ khả này để nó không có cái nhiệm vụ để diệt thêm cái ông cái chi của chan của cái thiền nào đó, cái chi thiền nào hết á, tại tới đó là hết rồi, tới giờ cha tu cả nó giá cha ná đó, nó chỉ có hạ chi thôi, tức là u bệ khả và e kịch cá ta, đó là nói theo cha tu cả na giá thiền. Đây chúng tôi cũng xin lặp lại cha tu cả na giá thiền á. Tại sao có hai cái thứ nhất là cái thiền quý tất cả quý cha gá bi thể, tức là năm chi tất cả gọi là bành cha cả ná giá. Còn cái thiền mà thứ nhất là có tầm tứ, mà cái thiền thứ hai là bỏ tầm tứ luôn đó, cái đó gọi là cha tu cả ná giá, chứ không có cái vụ mà trong tạng kinh nói vậy, trong tạng di diệu pháp nói vậy. Nếu quý vị không tin chúng tôi, quý vị vô trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Tùy Phiền Não, quý vị chờ tôi một chút, tôi coi bài kinh đó số mấy. Bài kinh đó số mấy trong Trung Bộ Kinh. Trong Trung Bộ Kinh bài kinh số 128 U Bạc Kỳ Lê Xã Sutta. Trong kinh này nói rõ ràng Đức Phật khi mà hành thiền cũng có đủ năm chi như thường, chứ không có cái vụ mà thiền thứ nhất năm chi, thiền thứ hai ba chi, thiền thứ ba hai chi, thiền thứ tư hai chi, không có, vẫn năm chi như thường. Vì vô đọc bài kinh Tùy Phiền Não sẽ thấy đó, Đức Phật nói chuyện với ngài Anuruddha, ngài cũng bỏ từng cái chứ không phải là bỏ lần. Đại chỉ cho quý vị thấy là nói cho đúng là cho tu cả ná giá hoặc bằng cho cả ná giá, chứ không có nói theo tạng kinh và nó không có nói theo tạng diệu pháp. Đó là mười, tất cả mười cái ủ bệ khả, tất cả mười chuyện chúng tôi vừa kể xong vậy đó. Quý vị nào muốn biết thì phải học diệu pháp cho nhiều, thì không có nhiều đoạn họ sẽ kể từng cái từng cái, kể một hai cái, nhưng mà ta gộp chung mà thành mười cái tất cả. Nam mô Bích Thầy giá.
con thấy định tuệ song tu đã sa thuốc ngài ạ. Dạ, trong đạo tràng anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin giơ tay hay là tách chat để con đọc cho ngài, để ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Sô Bá Ná Chít Tá. Kính thưa sư, khi một người bị thôi miên, người ấy có còn nhận biết được mọi việc đang xảy ra trong lúc đó không? Dạ, con kính gửi mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì cái người đó bị cái tình trạng đó là bị cái năng lực của cái tâm của người khác nó đè ra, còn đâu còn biết cái gì xung quanh, trừ phi cái người kia ta thâu lại cái thần thức của họ đó, họ thâu lại cái năng lực của tâm của họ trong cái việc họ đang làm, thì mình mới trở lại bình tĩnh như thường chứ. Còn nếu không thì họ mới xài khiến mình được chứ. Cho nếu mà còn biết thì làm sao họ xài khiến mình được. Mô Bích Tha giá. Dạ, con thấy Sô Bá Na Chít Tá sa thuốc ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có câu Bali Má Ná Xí Ca Rá Sâm Bá Hoa Sắp Bê Thăm Ma, các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Thưa sư, Thăm Ma trong câu này có phải ám chỉ các tâm và sở hữu tâm? Dạ, con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không hẳn như vậy, thì theo cái này không biết Đức Phật nói câu này ở đâu với người nào, nhưng mà tùy theo cái chuyện đó. Chuyện Manasikara ở đây đó, nó có hai chuyện, tức là Manasikara đúng và Manasikara không có đúng. Thì cái Manasikara đúng là làm cho thiện pháp có trí tuệ phát sanh, còn cái thêm còn cái mà không đúng á, thì nó làm cho ác pháp, thứ nhất là tà kiến phát sanh, thì nó chỉ giới hạn trong cái điều mà cái câu này là không biết từ đâu ra, thì dựa vào cái duyên sự đó mình mới trả lời chắc chắn. Nhưng mà ở đây là chỉ cho một phần của ác pháp liên quan tới cái vấn đề này, một phần của thiện pháp không chừng, tùy theo cái chữ Manasikara này nó ở về chi chiều nào ha. Nó mô với thầy vậy. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã sa thuốc ngài ạ. Dạ, bạch ngài cho con có câu hỏi. Con đọc trong cái bài kinh Đại Trưởng Phu Tướng đó bạch ngài, thì cái tướng mà đại trưởng phu dùng để chỉ cho người như thế nào bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đọc trong đó rồi mà không biết là chỉ cho người nào chết rồi. Tướng đại trưởng phu là tùy theo. Nếu mà nói về Đức Phật khác, mà độc giác khác, mà hoặc là những cái vị khác khác. Nói nơi Phật này, khi nói tới tướng đại trưởng phu tức là chỉ 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Còn các vị khác thì tùy theo, mà không đủ nhưng mà cũng có. Thì những người mà có được đại trưởng phu tướng giống như Đức Phật thì chỉ có Đức Phật với Ngài Rau Lá thôi. Còn mấy người kia có mà có thể không có đủ. Thì nó cũng nằm trong đại trưởng phu tướng mà tùy theo. Phải coi Đức Phật nói như thế nào trong đó chứ câu hỏi chúng tôi chưa. Không biết có đọc cái bài kinh đó chưa, chắc chưa. Thành ra hỏi Phật tử với chúng tôi không biết đường đâu mò. Nhưng mà ta đại khái nói sơ sơ vậy thôi. Nó một cái thầy á. Dạ, con kính sa thúc ngài ạ. Dạ, con đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong pháp học của thiền quán có đề cập đến hai từ Bắt Chúc Bá
Na tham ma pháp hiện tại và bắt chước bá na ramana cảnh hiện tại. Kính xin sư giảng giải ý nghĩa của hai từ này khác nhau như thế nào, và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, bạch chục bạch ná thâm và bạch chục bạch ná ramana, hai cái khác nhau rất là xa. Bạch chục bạch ná thâm là chỉ cho nguyên một cái hệ hệ của cái pháp lúc đó. Cái pháp lúc đó có thể là pháp thiện, có thể là pháp ác. Còn bạch chục, còn cái bạch chục bạch ná ramana đó, tức là cái đối tượng hiện tại. Đối tượng hiện tại, nhưng mà thí dụ như cái pháp là bạch chục bạch ná thâm đó, là cái pháp mà nó đang, cái lộ trình tâm đó nó đang có, thì nó đang có, nhưng mà bạch chục bạch ná ramana đó, cái đối tượng của nó có thể là đối tượng của hiện tại hoặc có đối tượng của quá khứ. Tức là cái lộ trình tâm nó suy nghĩ cái chuyện trong quá khứ, thì cái đó nó gọi là atita bạch ná ramana, chứ nó không gọi là bạch chục bạch ná ramana được. Đó, cái đối tượng thì nó xuất hiện trong cái pháp đó, nhưng mà cái có thể là đối tượng của quá khứ hoặc mình suy nghĩ lại. Ví dụ giờ mình đang có cái lộ trình tâm hiện tại, mình nó đang nhận số đối tượng, nhưng đối tượng đó có thể là mình trạng lại cái đối tượng nào trong quá khứ, hoặc là cái mình vừa mới mới thấy, vẫn có thể là gọi bạch chụp bình na ramana được, tức là hiện tại, hoặc là atita ramana, tức là mình đoán như sao nó sẽ vậy vậy đó, là tùy theo. Thành hai pháp mà khác nhau, một cái là cái pháp nhận biết, còn cái kia là cái bạch chụp bình na ramana là pháp đi biết. Hai cái nó khác nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thúc, sa thúc, con thấy định tuệ song tu đó, sa thúc ngài ạ. Dạ quý anh chị nào có câu hỏi gì có thể, và dạ, con thấy câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, có các thiền sư chủ trương sống chánh niệm để hưởng an lạc trong hiện tại, như vậy có bị mâu thuẫn với phận sự của hành giả đối với tứ đế là phải thấy ra khổ đế, từ bỏ tham ái tập đế, chứ không phải đi tìm cái an lạc để hưởng. Xin sư giải thích rõ hơn cho chúng con chỗ này. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn nào, dạ kính thưa chư quý vị, thưa quý vị đó, cái gì là chủ trương vậy thì quý vị nên hỏi chắc chắn cái gì đó nói cái gì. Chứ còn nếu mình có niệm á, mình có niệm không phải để được hưởng, để an lạc ha. Nghĩa là an lạc trong hiện tại có chứ không phải không có. Những cái gì đắc thiền hay những cái gì đắc đạo quả đó, khi nhập thiền hay hoặc nhập đạo quả đó gọi là hiện tại lạc trú, tức là vẫn có sự an lạc trong hiện tại chứ không phải không. Nhưng mà sự an lạc đó, đó nếu mà tính theo tứ đế nó vẫn là hoại khổ như thường. Bởi cái người mà nhập cái thiền mà để được hưởng sự an lạc nhiều nhất thì cũng chỉ 7 ngày thôi, chứ làm sao quá được ha. Đó là mình hưởng được cái quả đó thôi. Chứ còn đó, nếu mình chủ trương mình sống chánh niệm để hưởng an lạc hiện tại thì chúng tôi không hiểu cái gì đó sống chánh niệm mà sống như thế nào. Thành ra tốt nhất cái gì hỏi nên tiền cái gì mà nói cái đó thì hỏi tôi coi, hỏi coi ông ta hiểu chánh niệm là gì không, sống như thế nào gọi là sống chánh niệm, thành ra cái đó không được. Chứ còn nếu không thì không ai biết đường hơn cái vị nói ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ dạ con thấy định tuệ song tu đã sa thúc, sa thúc ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ con thấy câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, khi tu tập thiền quán nhưng do thói quen định tâm kiểu thiền chỉ làm cho tâm luôn có khuynh hướng an trú ở một đối tượng cố định, từ đó làm phát sinh trạng thái hỷ lạc dễ chịu do tâm định, và trạng thái dễ chịu này
làm duyên cho phiền não tham ái sanh lên an trú trong cảm thọ hỷ lạc đó. Ở khía cạnh này, có phải sự tu tập thiền chỉ lại là một trở ngại cho việc phát triển tuệ quán phải không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Câu trả lời rất đơn giản, người đó không có pháp học thành ra không thể tu thiền chỉ thiền quán gì được cả. Thì tu tập thiền chỉ hay thiền quán nếu mà có pháp học, có căn bản đàng hoàng, không có cái nào là trở ngại cho cái nào cả. Nếu mà cái gì hỏi câu này mà nó định tệ song tu, định tu cũng được song, tu tệ cũng song song nhau được, sao cái này là trở ngại cho cái kia được. Đó, thành ra học cho kỹ trước khi hạ thủ công phu. Thiền chỉ cũng phải học, thiền quán cũng phải học, chứ không phải nói là không học mà có thể hành được, cái chuyện đó không có. Thành ra không có cái gì trạm trở ngại cho cái gì cả. Nam mô Bổn Sư Dạ. Dạ con thấy định tệ song tu đã xa thúc ngài ạ. Dạ trong đầu tràng quý anh chị có câu hỏi gì không, giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat cũng được để cho trường đạo đọc để cho ngài giải đáp ạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đầu tràng. Dạ con đọc câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, phân biệt chỗ khác nhau giữa tâm sở dục tranh đanh và tâm sở tham lô bá chê tá xí cá. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Nên học đàng hoàng đi rồi cái này là thấy là hiểu, chứ còn mình mà tới từ lâu giờ làm nhiều lần là chúng tôi thấy hỏi mà có những cái là không có thấu suốt cái chi pháp của nó, thì mình hỏi vậy làm tốn thì giờ cho người khác mà chính mình cũng không có lợi ích gì ha. Những cái này thì nên học học gì hạ thủ công phu, học gì về pháp đi rồi học tâm tâm trở sắc cho rõ ràng thì mấy chỗ này nó rõ ràng à. Nam mô Bổn Sư Dạ. Dạ sa thúc ngài. Con thấy câu hỏi của Sô Bá Ná Chích Tá. Kính thưa sư, khi tụng kinh hay tọa thuyền, nếu tâm phóng dật sẽ xảy ra thường xuyên, khi ấy có phải là người ác đang tụng kinh hay tọa thiền không? Kính xin sư chỉ dạy cho con biết phương pháp để giảm bớt sự phóng dật trong khi ấy và giúp cho tâm thiện được sinh khởi. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Trong nhị pháp cái phẩm nhị đề Pa La Tham Ma, tức là các pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ác. Thì các pháp đó là pháp gì? Tức là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó. Khi nào trong sự suy nghĩ của bất cứ chúng sinh nào có những tâm bất thiện và tâm sở bất thiện loại đó thì chúng sinh được gọi là người ác. Thành ra khi mình tụng kinh cái tâm mình nó phóng vậy ra mình vẫn là người ác, tụng kinh không có gì lạ cả. Còn mà bây giờ muốn biết để làm sao tránh khỏi cái đó thì phải học cho đúng mức và hành cái pháp tâm quán niệm xứ. Thành ra mình đương làm gì mà cái ác nó chung vô mình biết để mình niệm, mình quán cho đúng mức thì nó không thể sanh tiếp tục được. Chứ còn bây giờ đi hỏi rồi hỏi chơi sơ vui thì không nên nha. Học cho nó ra hạ thủ công phu, học cho nó đàng hoàng đi đó. Học những cái gì liên quan tới hành thiền tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, nó đều có cái để nó diệt từ các phiền não trong đời sống hàng ngày của mình đó. Thành ra khi cái tâm mình có pháp ác thì mới dùng pháp tâm quán niệm xứ đẩy lùi nó, tức là mình đi ra khỏi cái trạng thái là người ác lúc đó. Nam mô Bổn Sư Dạ. Dạ con thấy Sô Bá Na Chích Tá đã xa thúc ngài ạ. Dạ
trong đạo tràng anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin test chat lên hay là giơ tay trực tiếp hỏi với ngài. Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong kinh Quán Niệm Hơi Thở có câu an tịnh thân hành, thở vô thở ra, an tịnh tâm hành, thở vô thở ra. Có phải chữ thân hành là ám chỉ cho hơi thở và tâm hành là ám chỉ cho thọ và tưởng phải không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, hơi thở có thể hành năm chuyện tất cả, nhất là thiền chỉ, thứ hai là thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tức là năm cái BG, năm cái foundation đó. Thành ra quý vị học cho đàng hoàng thì quý vị sẽ biết cái chỗ đó, cái chỗ thân hành là như thế nào, tâm hành là như thế nào. Chứ bây giờ mình vừa vào một câu mà nói vậy, chúng tôi không biết quý vị đang ở chỗ nào, sao trả lời được. Chúng tôi không biết gì quyết đang niệm hơi thở với cái thọ quán niệm xứ hay là thờ pháp quán niệm xứ hay tâm quán niệm xứ, chúng ta không thể thấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, những câu hỏi nào liên quan tới tới pháp hành đó quý vị nên vô trường thiền hỏi ông thiền sư thì nó chắc hơn ha. Còn đây mà hỏi rồi thì đem kinh điển ra mà đi giải thích cái nó không trúng cái trạng thái lúc đó là nó rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, dạ sa thúc, sa thúc ngài ạ. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã sa thúc ngài ạ. Dạ bạch ngài, cho con xin có một câu hỏi. Thí dụ tự mình mà trở thành thiện hữu có phải là một thiện pháp mà mình hành trì phải không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, tự mình trở thành thiện hữu ra được. Mình thiền hữu dài mới được, chứ nếu mà nói toàn hữu thiền hữu rồi phải có cái pháp nó ở bên cạnh, cái pháp gì nó ở bên cạnh thì mình mới theo nó được. Chứ còn khi không mình nói mình tự mình trở thành thiền hữu thì thiền hữu thì gì, chúng tôi cũng không hiểu rõ ràng cái chuyện đó. Khi nào mình lúc nào vậy mình đã nhớ mình muốn thành một cái thiền hữu rồi mà tứ thiệt đó, thì thân hành khẩu hành ý hành đều là thiện pháp. Bởi vì thân hành khẩu hành của mình không là thiện pháp thì mình không thể là thiện hữu cho bất cứ ai hoặc tự mình được. Mình để trong ngày của mình rồi mình ác pháp nó phát sinh nhiều hay là thiện pháp nó phát sinh nhiều? Thường thường chúng ta thường là ác pháp nó phát sinh nhiều. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều mình cái tâm mình nó nghiêng về cái xấu trước, xấu trước. Cái thứ hai, trong tiền nghiệp của mình đó, mình làm việc xấu nhiều, thành ra bây giờ mình thấy ai làm xấu mình thỏa thích nhiều hơn.
Chúng tôi nói cái này thì quý vị có vẻ là quý vị không có tin, nhưng quý vị để chính cá nhân mình á, đi ngang chùa nghe cái tiếng của một vị sư thuyết pháp và đi ngang chợ nghe tiếng hai người kia chửi lộn nhau, quý vị thích nghe cái nào? Chắc chắn là quý vị đứng ở chợ để nghe say mê cái người ta nói tầm bậy tầm bạ, chứ còn không có thích thú thì nghe cái ông sư cũng đang nói pháp trong kia, rồi còn lấy lý do là ông sư đó ông thuyết cao quá tôi nghe ông hiểu là tôi không có muốn nghe đó. Đồng khi nhiều khi nó chửi những cái chuyện không đáng nghe, mình đang cố gắng đứng lên tỏ thích để mình nghe. Anh mình để con người mình nó vậy đó, con người mình nó bây giờ mình làm ác cũng nhiều hơn là làm thiện, và nó chắc chắn là lỡ phở muộn ấy là khi mình tắt thở là mình lại đi về bốn ngăn căn nhà, bốn tòa lâu đài bự chần chần ấy đang chờ mình đó, bây giờ vậy đó. Thành ra cái chuyện mà làm sao để ngăn ngừa những cái xấu đó thì mình phải đề phòng trong việc thu thúc lục lục căn, đừng bao giờ để cho cái ý ác nghiệp phát sanh, khẩu ác nghiệp phát sanh mà thân ác nghiệp phát sanh, phải luôn luôn đề phòng để tránh những cái đó thì mình mới là thiện hữu của người khác được, cái tâm mình mới là tâm thiện được, chứ còn nếu không là rất là khó, rất là khó. Bởi vì hàng ngày tối 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 trước khi nhắm mắt ngủ mình nằm xuống mình để cái từ sáng tới giờ đó, mình tham lam sân hận nhiều hay là mình vô tham vô sân vô si nhiều thì biết liền à, bây giờ cũng vậy đó. Ra mình khi nói thì nói ngon nhưng mà bảo đảm cái pháp ác bao giờ nó cũng đầy dẫy trong cái cuộc sống mình từ sáng tới chiều, nó đầy dẫy. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói chúng sanh đi bốn đường ác đạo nhiều giống như lòng bò mà đi lên giống như sừng bò là vậy đó. Bởi vì mình luôn luôn mình nghĩ tới cái chuyện xấu, mình nói cái điều vô ích, nói điều xấu xa nhiều, cái thân mình cũng vậy, mình làm chuyện điều xấu nhiều hơn là làm điều thiện. Mà ra muốn 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 trở thành người thiện đó thì nhất phải thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp luôn luôn là thiện pháp, đừng có để cho nó cái ác pháp nó chèn vô. Mà nếu mà ác pháp nó chèn vô thì phải có biết niệm, có niệm để biết biết cho nó đúng mức để đẩy lùi nó bằng những cái phương pháp mà mình đã học theo cái kinh điển của Đức Phật, thì lúc đó mình mới có thể thành cái người tốt được. Chứ còn không, thường mình là đa số là người xấu chứ không phải là người tốt. Người chính chúng tôi cũng là người xấu chứ chúng tôi cũng không dám tự hào là người tốt. Bởi vì phở ra cái là mình nghĩ méo mó à, nó quen rồi từ bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi, nó mở ra người méo mó à, mà hãy mở miệng ra nói lời vô ích à, nó không có đồng ý là không có hại ai, nhưng mà ít nhất nó cũng hại mình, nói lời vô ích nó không hại ai đó, nhưng mà nó hại mình. Bởi vậy quý vị tưởng mình nói cái lời đó bây giờ không sao, chứ cái lời mình nói lời vết mà nó phát sanh trở lại trong lộ cần tử, trong lộ cần tử tự nhiên mình nhớ cái lời vết mình nói rồi còn mình đi đâu, phải không? Mình nói cái đó là cái những thân khẩu ý trong trong lúc hiện tại đang cố gắng mình cẩn thận đề phòng đó, đó để cho nó đừng có giúp cho mình. Bởi vì thân khẩu ý nào mà chưa làm, chưa suy nghĩ, chưa nói thì mình còn là chủ nhân của cái hành động đó. Nhưng mà khi mình nói ra rồi, mình suy nghĩ rồi, mình làm rồi là mình là nô lệ hành động đó liền. Mà khi mình làm xấu thì mình là nô lệ của cái ác pháp. Mình làm tốt thì mình là nô lệ của cái hành động tốt đó. Cái gì nó nhớ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thốt con kính tri ân ngài đã giải thích cặn kẽ cho con hiểu rõ. Dạ dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng có ai thắc mắc gì xin test chat hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, các tâm quả dục giới có thể nhận được nhiều cảnh. Thưa sư, tại sao các tâm quả đáo đại chỉ nhận một cảnh, không thể nhận nhiều cảnh? Dạ, con kính dâng mic đến ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô hàng xóm chửi nhau cho tới chuyện này nọ thì nó vậy, thì cái tông quả nó cũng có thể nó nhận được nhiều cảnh giống vậy, nhưng mà nó nhận được nhiều cảnh với điều kiện nó làm cái chức năng là thập di kìa, chứ còn nếu mà nó làm chức năng là tái tục hay là phá quan khá thì nó nhận có một tối đa một trong ba cảnh thôi, chứ đâu có nhiều. Tông quả nào cũng vậy chứ nó nhận có nhiều, nhưng mà tông quả yêu giới thì dễ nhận nhiều, từ tại nó làm thập di, tức là cái nó bắt mấy cái cảnh dư sót của hay những cái tâm động tốc, chứ còn tông quả kia thì tông quả thiền đáo đại nó không có làm thập di, cho nên nó chỉ nhận theo cái gì tâm thiện hay là tâm di tác trong cái cảnh đó, cái lúc mà hành thiền được mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thấy định tuệ song tu đã sao thúc ngài ạ. Dạ xin lỗi đạo tràng. Nhà bạch ngài cho con có một câu hỏi nữa. Thưa bạch ngài, cái loài phi nhân á, là mình có thấy đáng sợ hay không, hay không đáng sợ bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thì theo loại nào có loại đáng sợ, có loại không đáng sợ, mình đâu biết nó là ai đâu. Ví dụ như nó là Atula mà nó ấy là, hoặc nó ngạ quỷ rồi này kia cũng là đáng sợ chứ. Nó có thể nó biến thành bò rồi, Atula nó biến thành bò để nó hút mấy cái gì mà hồi thời Đức Phật có mấy gì bị bò hút là vậy đó. Ngày gì đó, ngày bay giá đó, đi kiếm kiếm y đó, nó hút như thường giá đó, cũng đáng sợ sao không đáng. Nhưng mà nó hút sau khi đắc đạo quả rồi không sao, chứ trước khi đắc đạo quả nó hút cũng mệt như nó đó. Loài nào cũng có cái đáng sợ, cái không đáng sợ đó. Nhưng mà mình ráng mình làm cho thiện nhiều thì không sợ ai đó. Chứ còn mình làm thiện ít mà ác nhiều thì chắc chắn là đòi là cái gì cũng đáng sợ đó. Cái gì mình nhớ chứ, cái gì thì cũng đáng sợ, chứ không phải là chỉ có loài phi nhân mới đáng sợ. Bởi vì cái nghiệp quả là nó biệt nghiệp của mình nó là cái chuyện đáng sợ rồi, nhưng mà cộng nghiệp đối với chúng sanh khác nó vẫn là chuyện đáng sợ chứ không phải không. Thành ra chúng sanh nó vẫn đáng sợ như thường, nếu mình làm chuyện không không có đúng là đáng sợ, chứ không gì không đáng sợ đó. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không à? Dạ con thấy câu hỏi của Sô Bá Ná Chích Tá. Kính thưa sư, con có đọc một bài viết như vậy. Như vậy sự thật mỗi người nào đã sinh ra trong đời này, chắc chắn tiền kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của một người phạm điều giới nào của mình rồi, trở thành người không có giới thì không thể nào có thể tái sinh đầu thai làm người trong cõi người này được. Cho nên tất cả mọi người đã sinh ra làm người đều vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Tại sao
kiếp này sự giữ gìn ngũ giới lại khó quá vậy thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư Tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hồi đọc sách mà đọc gì ở tào lao là hiểu tào lao là vậy đó. Kiếp này chúng ta làm người là do cái nhân nào đó trong quá khứ, có thể liên quan tới ngũ giới hoặc cái nhân khác, một trong những cái nhân đó mà thôi, chứ không phải là cả đời phải giữ ngũ giới trong sạch mới sẽ làm người này nhớ vậy đó. Đâu phải cả đời giữ trong sạch nó mới cho quả làm người. Mình có thể mình thọ ngũ giới trong bữa nay, mình trong sạch tới chừng lộ cần tử quốc sanh, mình nhớ tới mình thọ giới người đó trong sạch quan hỷ quá cũng sanh làm người được chứ. Chứ phải giữ từ đầu tới đuôi sao? Nếu mà giữ từ đầu tới đuôi chỉ có bậc thánh thôi. Thành ra khi mà mình được sanh làm người thì cái nhân như vậy đó, thành ra những cái quả khác nó theo nó kiếm chuyện. Thành ra cả đời đau khổ là vậy, bởi những cái quả xấu mình đã làm, giới mình không trong sạch nó theo nó kiếm chuyện. Chứ đâu phải là mà cả đời phải trong sạch. Nếu cả đời trong sạch thì từ đầu tới đuôi mình phải trong cái mình hưởng cái quả lành hoài á, mà cái quả đâu phải quả một kiếp đâu. Mình có a tăng kỳ kiếp, tạo nghiệp xấu nghiệp thiện khác nhau, cái nào nó tạo kịp là nó giật mình liền. Thành ra mình không thể nói là bây giờ mình sanh làm người tại kiếp nào đó mình ngũ giới trong sạch, nói cái đó là nó không có chính xác. Không có chính xác. Ngũ giới chỉ cần trong sạch một lần đó mà nó có khả năng nó cho quả thì mình vẫn sanh làm người như thường. Nhưng mà thí dụ như mình ví dụ mình nói mình sống kỳ rồi kỳ kiếp trước 100 năm đi, mình giữ giới trong sạch con ngày còn bao nhiêu còn lại mình tào lao rượu chè bé bé thì kiếp này mình sanh ra làm người đó. Vì thế làm người làm gì? Ngủ đầu đường xó chợ, sanh ra làm người đi ăn mày không đủ ăn, xin nó làm người bị người ta gạt tới gạt lui, hết tiền hết của. Thành ra xin làm người mình giữ ngũ giới sạch, mình phải tạo những cái giới mà xung quanh nó nữa, những cái chuyện xung quanh nó nữa. Mình phải bố thí, mình phải làm 10 cái thập thiện nghiệp kìa, hoặc là 10 cái phương pháp tạo phước kìa, thì nó mới bảo vệ được cái sự làm người của mình. Chứ đâu phải ai sanh làm người cũng sướng đâu. Mình nhớ chuyện đó. Đâu phải là mình sanh người là ngũ giới mình trong sạch rồi mình tưởng mình ngon à? Không phải, không có gì ngon hết đó. Ngay cái trong kinh này mình nhìn từ đầu tới đuôi hên lắm, mình chỉ có một vài lần vô chùa giữ ngũ giới mà ngày đó tương đối là nó tốt lành thôi, còn đa số là nó đâu tốt lành đâu. Mà nếu nó cho được quả thì mình sẽ làm người, mình sẽ làm người rồi sau này bao nhiêu chuyện chứ không ấy, chứ không phải là chuyện giỡn ha. Cẩn thận. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con thấy sơ bá ná chí tá đã xa thúc. Dạ, không biết cái Huynh Ninh Tâm đó là phải câu hỏi không ạ? Dạ, con thấy Huynh Ninh Tâm có hỏi là kính thưa sư, tiền của hai vợ chồng khi mình làm phước thì làm thế nào để cả hai đều hưởng phước, một người trực tiếp làm, một người chỉ tùy hỷ? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu có hai hưởng phước này, cả hai phải đồng bộ. Còn mình làm, mình lấy tiền của vợ làm, vợ nó sợ mình, nó để cho mình làm như trong bụng, nó không vui thì chắc chắn là không có hưởng điều rồi. Nên người đồng ý của chung, nhưng mà làm phải vui vẻ, cả hai cùng làm, bố thí tận tay. Nó có nhiều cái chi dữ lắm để cho cái phước đó nó khi mà nó cho quả thì hai người đều hưởng đồng nhau. Nhưng mà cái chuyện đó mình nói thì nó dễ chứ không phải dễ. Quý vị để những vợ chồng mà được gọi là hạnh phúc đó, nhưng có những cái điều mà trục trặc chứ không phải là được hạnh phúc đâu, hay những điều trục trặc hết á. Tại vì cái lúc mình làm phước mà làm nó không có giống nhau. Có người cũng muốn làm phước mà làm ít ít thôi, còn ông chồng muốn làm phước cho quay, làm cho nhiều.
làm cho nhiều với tư tưởng làm cho hoài á, thì nó phước nó cũng không có nhiều, nó có nhiều chuyện lắm, vậy người ta mới nói tam tư tứ tư là vậy đó, phải đồng bộ nó. Đó. Thì còn không mà mình có chút bỏng sẻn, có chút lừa kéo thì đều tới sao nó cũng tào lao à. Đó. Lúc trẻ thì nó đồng bộ nhưng mà già nó tào lao thì mai mốt là nửa đường thì cũng gãy gánh cũng tào lao. Đó. Về lên nét tìm cái quyển tìm hiểu phước bố thí của ngày 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 hậu pháp viên không á, đọc sẽ thấy bao nhiêu chi như thế nào làm thế nào đó, thì khi vợ chồng làm đều phải đồng bộ như vậy đó, thì sau này sẽ hưởng phước đều nhau, dù rằng một người làm người kia ngồi xả thú rồi cũng hưởng phước đều nhau được, bởi vì công của chung mà. Chứ còn nếu không thì khó lắm, không phải dễ đâu. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy huynh Minh Tâm đã kính tri ân sư. Dạ, xin mời bàn tay của Sít Ái Minh ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Giá, Nam Mô Sơn Khà Giá. Con kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ với chư tôn Đức Tăng, kính lễ với tiên nữ, con kính lễ ngài Lữ Tông. Dạ, con xin phép được hỏi, con mà thường nghe nói các vị giảng sư nói là Phật tử bây giờ là cái phần mà cải cải chánh tri kiến là không có, chỉ biết là lao vô bố thí rồi may mắn lắm này thì cứ thọ trì ngũ giới thôi, thì từ đó mấy con mới thắc mắc là cái giữa tà kiến với lại cái giữa chánh kiến nó mong manh lắm, với thời buổi bây giờ là chính con cũng không có phân biệt được là cái dòng tư tưởng của con nó là có tà kiến hay không nữa. Thì con có hỏi thì có một một vị sư cô thôi chứ cũng không phải là một vị sư, thì nói rằng là cái điều cơ bản để mình phân biệt được cái đó là mình có bị tà kiến hay không á, là khi mà mình làm một cái điều gì thân khẩu ý của mình á, là mình coi coi cái đó nó có rơi vô cái trường hợp này hay không, là trường hợp là mình làm cái việc đó, mình nói cái việc đó, mình suy nghĩ cái việc đó là không hại mình mà không hại người. Cái đó là một cái giống như kim chỉ nam để mình xác định được đó là chánh kiến không phải là tà kiến. Thì con kính thỉnh ngài giảng dạy thêm, tại vì con cũng chưa bằng lòng với lại cái câu trả lời như vậy, mà con không có dám. Dạ, nên con kính thỉnh ngài dạy thêm cho con, bởi vì hầu như là con nghĩ là con nhìn lại á, là con tà kiến nhiều hơn là cải chánh tri kiến. Dạ, con kính thỉnh ngài từ bi ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái người mà không còn tà kiến là chỉ bậc sơ quả trở lên thôi, còn mình chưa bay là bậc sơ quả, thì đừng có nghĩ cái chuyện là mình hết hay là không có tà kiến. Ngay cái trong khi mình làm thiện pháp vẫn có tà kiến như thường. Cái tà kiến đó là gì? Thân kiến, tôi làm đó. Chứ có bao giờ mình tới mình làm mà trong người mình không có chữ tôi không? Đó. Mình làm mình ngồi mình liếc qua liếc lại coi người ta có vỗ tay cho mình hay không, thì cái đó không phải là thân kiến với lại gì. Thành ra trừ phi nào mình đắc sơ quả rồi mình mới nói là mình là người có chánh kiến không có tà kiến, còn khi nào chưa tới đó rồi đó vẫn có tà kiến như thường, dù rằng tà kiến rất là nhẹ là thân kiến thì cũng có như thường chứ không phải là không có đó. Còn vấn đề trẻ chánh tri kiến nó không liên quan tới tà kiến cả hay là chánh kiến cả. Để ý kiến là mình làm sao mình thấy đúng cái điều mình làm để cho nó cho quả cho đúng đúng mức đó. Thí dụ như mình làm mà để cái tâm mình nó có một chút bỏng sẻn hay là có một chút
gì đó, hay là cái mình nhìn bên thân cái tâm mình có chút ganh tị rồi này kia chùm đó, cái đó là cái kiến của mình nó chưa đúng đắn, nó chưa đúng đắn, thì nó muốn kể những ý kiến là tại sao trong luật nói là tam tư hay tứ tư là vậy đó, trong cái cách cho ông vậy, trước khi làm trong khi làm thì làm chứ cho mình phải suy nghĩ cặn kẽ phải làm như thế nào nào để cho khi trong khi làm của mình á, cái tâm mình nó không có liên hệ tới những cái là bõn xẻn tiếng nói hay là kênh kiểu người xung quanh rồi này kia mít thấy rồi nhau, thì làm cho cái đó đó cái tà kiến chỗ đó, lúc đó là tà kiến nó phát sanh đó. Dầu rằng mình đang làm thiền pháp thì vẫn có tà kiến như thường nhưng mà là không có. Thành ra hai cái cải đánh đi kiến với tà kiến là một đời một vực, không có liên hệ với nhau nhiều. Thành ra mình làm cho đúng, tức là mình cải chánh, mình làm cho cái sự hiểu biết của mình nó đúng đắn, thì cái đó gọi là cải chánh tri kiến, tức là từ xưa giờ mình nghĩ cái đó không đúng, vô là phước là phải làm cho ông trụ trì hay là này cái nọ này kia, mình không, cái đó không đúng, là nhớ là phước là phước cho tăng tăng chúng, dầu rằng mình chỉ trong chùa có một người nhưng mà phải nghĩ tới tăng chúng đó. Thì mình làm phước như vậy đó là mình mới mới cái có cái tri kiến đúng đắn nha. Chứ còn mình vô mình thấy ông trụ trì của mình lúc nào cũng ngon lành cười vui vẻ với mình rồi này kia, rồi mình nghĩ chắc ông thứ thiệt, còn mấy ông kia mặt lầm lì lì chắc thấy dởm, không phải ông lầm lì lì chiều khi ông thứ thiệt không chừng nha. Đó đó, thành ra cái đó là phải để ý cho nó kỹ thêm làm đó này ha. Rồi khi mà mình làm sau khi cái tác ý thứ tư đó, nó quan trọng là sau khi làm một lúc xa là tại sao, tại vì khi mình vẫn suy nghĩ tới cái đó mà vẫn còn hoan hỷ được đó, cái đó đó nó mới là có năng lực, chứ tại vì trong thời gian đó mình mới làm là mới làm xong mình vẫn còn hoan hỷ được, nhưng mà mình đi tới luôn mình nghe ở cái chùa đó tào lao, cái chùa đó ông sư đó ông ăn mặn hay là cái chùa đó gì 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 cái tự nhiên mình tiếc của đó, cái đó rất là xa. Đó. Thành ra muốn cho cái tác ý sau khi làm thời gian lâu được là mình phải dùng cái pháp niệm thí đó để làm cho cái sự thấy biết của mình nó được trong sạch, thì cái đó mới gọi là cải chánh tri kiến trong vấn đề bố thí đó. Nhưng từ xưa nay mình bố thí là mình làm tùy tùy thời chứ mình không có làm đúng mức, tùy thời đó. Bởi vì làm tùy thời nó cái phước của những cái dân tộc mà ít có cái cơ hội để làm phước nhiều đó, cái khổ khổ nhiều mới khác. Ví dụ Thái Lan, Miến Điện hay Tích Lan nó bố thí không có nhiều, nó dân cúng thương không nhiều, một ngày nhiều khi có 1 phần cơm 2 phần cơm cho ông sư đó, nó họ nghèo quá đến nỗi là họ đi làm họ nấu đồ ăn một phần, còn họ còn phần họ đứng ngoài đầu đường á chờ ông sư đi ngang họ mời để họ dâng cho ông sư thôi. Đó. Mà ngày nào cũng làm đều đặn vậy đó. Đó, làm đều đặn kính trọng, khi mà cái tâm họ mà để vô bát sư họ nghĩ là để bát cho chư tăng có đủ cái năng lực để truyền pháp ba giáo pháp Đức Phật cho tới 5.000 năm, chứ họ không nghĩ là để bát cho ông sư này, bởi vì mình nói để bát cho ông sư này là tất cá nhân thí đâu, nên dù rằng để bát một người mình vẫn có đủ tư cách để mình để bát cho chư tăng à. Thành ra mình phải như vậy mới gọi là cải chánh tri kiến, làm cho cái sự thấy biết của mình nó đúng mức. Chứ đừng có thấy chưa giờ nghe đó này nọ rồi mình làm theo cái đó chưa chắc đúng, mà nên nhớ điều quan trọng chúng sanh không phải là bậc sơ quả trở lên, thì đừng bây giờ nói tôi là người có chánh kiến cả, lâu lâu mình thấy đúng là chưa chắc là người có chánh kiến. Nam mô Bụt Thầy vậy. Cô ấy mình đã sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ, trong đầu tràng anh chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, xin đánh lên. Dạ, con thấy Phích Hào 0593. Dạ, xin ngài có thể quan hỷ cho con hỏi giữa thiền định và thiền tệ khác nhau gì ạ? À? Và dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, thiền định với thiền tệ thì chúng tôi không biết,
Nhưng mà thiền định và thiền tệ thì chúng ta nói được. Bây giờ không biết gì hỏi hỏi cái gì. Nha. Thuyền là một hơi lạ nha. Thật sự ra mình phải học thiền, thiền định đó, và hay thiền tuệ đó. Nó có một số cái điều kiện để mình có thể hành được. Nó liên quan tới đối tượng. Nên nó liên quan tới những rất nhiều chuyện chứ không phải là một hai chuyện. Liên quan tới nơi chốn, liên quan này nọ không xùm. Ngay cái vật thực mình ăn hàng ngày nó vẫn liên quan tới cái việc hành, cái pháp hành của mình. Nên nó rất là nhiều chuyện, nó khác nhau nhiều chuyện lắm chứ không phải không chuyện. Cái hành mà thiền để gọi là thiền tuệ đó, thì vị này chịu khó về đọc trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó. Sẽ rõ hơn nha, sẽ thấy. Còn thiền định đó, thì có thể đọc ở đâu cũng tìm dễ. Nếu cần thì đọc cái phần mà định của cái quyển Thanh Tịnh Đạo đó thì cũng rất rõ ràng nha. Về chịu khó đọc đi rồi tuần tới chung vô có gì là hỏi, chứ không bây giờ nếu mà hỏi điều này chúng tôi có nói hỏi nó cũng không có mà mắc sen cho cái gì hỏi được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của chị Kim: các phạm thiên ở trời vô sắc giới có tu tập không hay chỉ hưởng phước an lạc? Dạ con cảm ơn sư trước. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái này thì chúng tôi trả lời theo sách vở chứ chúng tôi chứ không biết kiếp nào có trên đó không, chứ kiếp này thì đang ở dưới này nó không có rảnh lắm. Phạm thiên là có vẫn tu tập trên như thường, nhưng mà tu tập đi lên chứ không có tu tập đi xuống được. Dù cái gì ở cõi thiền đầu tiên của vô sắc á thì tập đi lên cái cõi thứ hai của thiền vô sắc, rồi tới thứ ba, tới thứ tư, tới thứ phi phi tưởng là chờ đó, chờ cho cũng vẫn tu tập để cho nó còn ở lâu được, chứ không không nếu không tu tập thì nó hết tuổi thọ dần đi xuống cái bịch như thường, còn chứ không thể hành thiền sát giới được, không nghe thiền thấp hơn là không hành được, nhưng mà hành thiền cao hơn vẫn hành được như thường. Nam mô Bích Thầy giáo. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Ngài, cảm ơn chị Trần Đạo đã nhường thẳng cho em cái mic. Dạ, con tham dự các cái khóa thiền Vipassana ở các cái chùa ở Việt Nam á. Thì khi đó thì con nghĩ rằng là con chỉ là niệm chứ không phải là chánh niệm, có nói chứ chung là con chỉ theo dõi cái ghi nhận cái hơi thở của con thôi, chứ con không có niệm, con không xác định đúng đó là tứ niệm xứ gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ con có một cái câu hỏi như thế này nè, là khi mà tham dự như vậy á, thì có những cái trường hợp á, là phu nhân vào phá nhập vô rồi phá cái nơi mà tụi con ngồi thiền như vậy á, thì con khởi lên cái suy nghĩ mà con không biết là trình pháp như thế nào, con cũng không có hiểu nữa, tại vì con năm thì cái niệm con nghĩ là Đề Bà Đạt Đa là có đắc đắc tu thiền nó bắt thần thông, mà cái khi khởi lên một cái ý ác ấy, thì thần thông tiêu biến đi. Như vậy ấy, thì cái khi mà
tụi con mà ngồi thiền á, chi nhân nhập vào thì có phải là cái lúc đó là cái tư tưởng tụi con không 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 là được cái đề mục, mà là khởi lên một cái ý tà vại hay cái gì đó, hoặc là bây giờ con đang theo dõi, con đang hành thiền đi, con đang theo dõi cái đề mục hơi thở mà con cái bị cái này bị cái kia, thì con nghĩ rằng đó là cái đó cái luồng tư tưởng của con đó, nó không được thiện nên làm cho con nó mất tập trung. Vậy con kính thỉnh ngài, nếu là con hỏi tào lao thì ngài cũng hoan hỷ là xả bỏ cho con ạ. À, giờ con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tại vì mình trước khi vô vô cái lúc mà để hành cái pháp đó, mình quên cái chuyện mà hồi hướng phước báo để cho chúng sanh nó mát mẻ, thì nỡ phải cái nơi của nó, của cái chúng sanh đó làm trở ngại. Có thể mình hành đúng nhau, không hành sai đâu, nhưng mà cái hành đúng mình đó làm cho họ nóng. Họ nóng thì họ kiếm chuyện với mình chứ có ai đâu. Nên là cái điều đầu tiên quan trọng đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Học cái bài kinh Kalani cho đúng giọng, hiểu nghĩa đàng hoàng, vô tụng bài đó chậm chậm tụng 2-3 lần vậy đó, rồi cái mình mới xong rồi mình muốn làm gì làm. Trước khi đi ra khỏi chỗ đó, tức là mình trước khi mình xả cái pháp của mình ra đó, nên hồi hướng, nghĩa là nên cho phước những cái chúng sanh mình biết không biết không cần, mình vẫn cho phước để cho người ta được mát mẻ. Nên nhiều khi nó đang ở chỗ nó nóng nóng vậy mà nó thấy mình người có giới hạnh mà vô ngồi đó là nó nóng thêm, mà mình quên nó kiếm chuyện với mình là phải rồi. Nên đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, có thể đó là do sự tưởng tượng của mình không chừng, thành nên trình pháp, nên trình pháp để cho ông thiền sư ông dùng cái kinh nghiệm ông để ông giải thích cho một số vấn đề liên quan tới cái đó. Đó. Có thể là do cái tâm của mình nó tạo ra những cái hình ảnh đó, thành ra mình nên trình pháp để cho ông thiền sư ông biết. Mà nếu mà cái đó là do cái tâm của mình thì nó ít khi nào mà nó hết lắm, cái do đó nó sẽ bị đi bị lại. Còn nếu là phi nhân mà mình rải tâm từ rồi cuối cùng mình hồi hướng phước báo cho phi nhân đó, thì chắc chắn trước sau thì nó cũng nghĩa là làm lành với mình, nó không phá nữa. Thì đó là 2 trường hợp thì mình được thử rồi. Nếu mà mình làm vậy lần mà không thấy nó phá nữa là biết là cái đó phi nhân đó có thật, họ tới họ xin phước chứ không phải là họ tới làm gì. Nhưng mà mình quên họ đi, ví dụ như mà nó đói quá, nó đứng trước nhà mình rồi mình không thèm ngó ngàng tới, nó cũng phải ọ ẹ để cho mình biết có ta đây đó. Nó mấy đâu, còn nếu không thì mời huynh kinh mi lăn đá rèm đá lăn cho nó chạy. Nó một cái thời giá. Dạ sa thố kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của cô Kim là dạy họ tu tập bằng tâm gì, bằng lộ ý thì nương vào đâu khi không có sắc pháp. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Ở dưới này không lo chuyện này, lo chuyện trên đó. Cái người muốn đắc thiền vô sắc, họ đã hành cái pháp gọi là ru bà quý ra khá pha quá na, thì họ làm gì còn sắc nữa đâu mà dùng để đắc. Thì họ dùng cái đối tượng có sẵn, họ làm chứ làm gì đâu để họ lên cái bậc cao hơn cho mắt gì đâu. Đâu cần gì phải tới sắc. Mình ở cái chỗ đó nó không có cô, mình ăn cháo hoài cũng được chứ mắc gì ha. Thì ở trên cõi đó cũng vậy, nó mua bích thầy á. Dạ con thấy cô Kim có hỏi thêm một câu nữa là người mua cá bảo người làm cá bắt và giết rồi làm cá, như vậy người nào tạo nghiệp nặng hơn hay bằng nhau? Dạ con kính dâng mít đến ngài.
Nam mô Bích Thà dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái tác ý của người làm nhiều thì người đó nặng. Mình giết bảo người khác giết, ca tụng cái sự giết đó và hoan hỷ với cái sự giết đó, đều phạm giới giống nhau. Nhưng mà cái quả nặng nhẹ là do cái tác ý của người đó nhiều hay ít. Bởi vì mỗi cái tác ý nó cho một số cái động tác, thì cái động tác nó cho quả chứ không phải là cái hành động giết người mà nó cho quả. Hành động giết người đó là nó là cái pháp ác rồi, nhưng mà động tác ít hay nhiều thì nó cho quả lâu hay mau là cho đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc, kính tri ân Ngài. Con xin đọc câu hỏi của Đạo Huynh. Phật giáo có cái nhìn như thế nào đối với những vị dị kiến và tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành, Hồi giáo? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Đức Phật dạy chúng sanh nhìn vào bên trong mình chứ không có nhìn ra ngoài, thành là đối với cái vấn đề tôn giáo khác không có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề giáo pháp của Đức Phật hết. Nhìn vào bên trong là như thế nào, cái tâm mình đang có ác mình biết cái đó thôi, còn người ngoài họ có làm ác chuyện họ không liên quan tới mình nữa đó. Bây giờ mình có can họ nhiều khi mình nhận cái hậu quả cho thân mình mà thôi, chứ không có gì đó. Nên nhớ Đức Phật là nhìn vào bên trong. Ngài cũng nói rõ ràng chiến thắng trăm ngàn quân ngoài trận không bằng chiến thắng chính mình, tức là chiến thắng cái phiền não trong đầu óc của mình đó. Là Phật giáo nhìn vào bên trong chứ không có nhìn ra bên ngoài, thành là không có dị kiến gì đối với những tôn giáo khác cả. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thúc kính tri ân Ngài. Dạ, con kính định kệ song tu. Có câu hỏi, kính thưa sư, có đoạn kinh do tu tập làm cho sung mãn vô thượng tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Xin sư giải thích hữu tham nghĩa là gì, có đồng nghĩa với hữu ái không thưa sư? Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra thấy được những cái đó để sung mãn cái đó, tất cả cái đó đó thì cả ba đều được đoạn từ đoạn ra gì, tức là hữu ái, dục ái, sắc ái và phi phi sắc ái, tức là hữu ái đó, tức là cho cả ba, tức là ái nó cõi dục, ái nó cõi sắc, ái cõi vô sắc, cả ba đều không được. Còn bây giờ mình hỏi hữu tham là gì hay hữu ái là gì, thật sự ra cái chữ nó không có, mình dùng cái tiếng Việt để mình giải thích của nó thì nó không có chắc, phải xem cơ Bali là chú giải thích cho Bali là như thế nào. Nhưng mà trong đoạn kinh vừa vào cái ý nghĩa của nó thì khi mình diệt được cái này thì bao nhiêu đó phải phải đi theo hết. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã sa thúc Ngài. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, huynh kinh nay có thắc mắc gì không? Xin huynh kinh giơ tay ra hỏi trực tiếp Ngài đi huynh kinh. Dạ, xin mời bàn tay của huynh. Nam mô Bích Thầy đó, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị, kính lễ sư Liễu Tông. Thì người phải hỏi gì vậy? Thì thôi vậy, sẵn đang lúc có cái cảm thọ vui rồi đây, con cũng xin hỏi sư về cái vấn đề mà liên hệ đến thọ.
Dạ, vừa xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Dạ, thì thường hay nói vậy, nhưng mà trong cái đoạn kinh thì Đức Phật nói hả, mà thọ diệt thì ái diệt. Mà thọ là sao diệt được chứ? Thọ nó là một cái tâm sở nằm đồng sanh trong tất cả các tâm. Thì giờ nó diệt thì sao, nó diệt cách nào vậy? Con xin con thỉnh sư giải thích cái đoạn mà thọ diệt thì ái diệt. Dạ, tâm ơn với thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Thọ duyên ái là thọ nó nằm trong các tâm tám tâm tham mà. Đó. Thành ra khi mà ái diệt hoặc ngược lại thì thọ đâu còn nữa, thọ trong tâm tham đâu còn nữa, thí dụ như bậc sơ quả diệt được bốn tâm tham hợp tà chẳng hạn. Ừ. Thì cái thọ trong tâm tham hợp tà làm gì có nữa. Thấy không? Khi nào nó thọ duyên ái nó chỉ nằm trong tám tâm tham mà thôi, còn cái chỗ khác thọ nó duyên cho cái khác liền chứ nó không duyên ái được. Thí dụ như thọ trong tâm đại thiện làm sao thọ duyên cho ái đó được, thấy không? Nó tùy chỗ mình nói. Thành ra khi nào mà thọ diệt thì ái diệt, là thọ trên đó nó diệt thì ái nó diệt, hoặc ngược lại. Thấy không? Chứ còn nói đừng có nói chung là tất cả các thọ diệt là không đúng, cái gì nó cũng diệt từng phần của nó chứ làm sao nó diệt hết được, không? Nam mô Bụt Thầy á, thì ông là bộ ông chọc chơi mà. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con thấy câu hỏi của Sô Bá Ná Chích Tá. Kính thưa sư, sư thường hay nói đến từ lạc thiên khi thiếu sự học, kính xin sư giải thích thế nào là trạng thái lạc thiên, thiền sinh có thể tự nhận biết trạng thái đó hay không, và làm sao để có thể ra khỏi sự lạc thiên đó, không thể trông cậy vào thiền sư ở trường thiền đông người được. Và con kính dâng minh đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Mình lạc thiền đó tại vì mình không có học thành ra lạc, mình không biết. Chứ còn nếu mà học cho đầy đủ hoặc có thiền sư tư thiệt thì cái nhúc nhích cái là họ biết liền, sao không biết. Ở tất cả các trường thiền mà tư thiệt á, chúng tôi nói tư thiệt chứ không phải là thế, không có dụ cái nhập nhập thiền 5-10 ngày đâu. Đó. Ví dụ như mấy trường thiền ở Thái Nguyên Điện mà vô nở cái tháng 2 tháng rồi ra cũng được cũng lấy. Để khi nào những cái đó phát sanh đó mình có thể mình trình pháp, mà họ bắt trình pháp hàng ngày chứ không phải là đợi lâu lâu mới trình lần. Hàng ngày để vô có gì mà sơ hở cái họ biết liền. Ừ. Thành ra mình hỏi thiền là gì? Thiền là công việc làm của tâm. Nó liên quan tới 2 chuyện. Thứ nhất là quan sát đối tượng, và thứ hai là làm cho cái pháp mà là kẻ thù của thiện pháp đó nó bị biến hoại đi. Thành ra khi mình ngồi mà cái đầu óc mình nó không ở trong một trong 2 việc đó, tức là biết mình đã đi tầm bậy rồi. Nhưng mà nếu mình không học là sao biết mình đi tầm bậy được. Thì không phải là ngồi là đi là đứng, đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cái tâm nó làm việc mà thôi. Thì cái tâm nó làm việc có 2 chuyện, tức là quan sát đối tượng và tiêu diệt những cái pháp chướng ngại của thiền pháp, tức là phiền não đó. Thì chỉ có 2 việc đó, nếu mà mình vô cái chỗ mà bất cứ chỗ nào người ta nói ngồi thiền hay đứng thiền đi thiền gì đó mà không làm 1 trong 2 việc đó biết là nó không đúng rồi, thì dĩ nhiên nó phải lạc chứ sao nó không lạc được. Không lẽ không đúng là nó mặn được đâu được, nó phải lạc. Thành ra trước khi hạ thủ công phu nên học cho biết rõ đó, cái đó là cái gì, làm như thế nào, chứ không phải là khi không mà vô được. Ngay cái quý vị muốn hành thiền minh sát hay thiền tam giới đó, phải học những cái phần nào, cái chi pháp liên quan tới những cái gì được đề cập trong bài kinh tứ niệm xứ thì mới có hy vọng hạ thủ công phu được. Còn nếu không chắc chắn không lạc thì cũng mặn thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ,
thấy Sô Bá Ná Chít Tá đã xa thuốc ngài à. Dạ quý anh chị trong đầu tràng, dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có phải là việc thực hiện lìa bỏ sự vui thích bí tí, bí tí là nhân duyên gần để giúp cho trạng thái thọ xả, mà sự thành tựu của thọ xả lại là nhân duyên cần thiết để cho thọ hỷ trong tâm thiện sanh lên, có phải vậy không thưa sư? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Bi tỷ nó là một chi thiền, mình muốn làm cho nó mất đi trong cái tầng thiền đó đó, nó cũng số cái điều kiện chứ không phải không, con số điều kiện chứ không phải mất nó đi là thọ xả, không phải. Nên nhớ tứ thiền, mất nó đi là thọ lạc. Thiền thứ nhất, quý tất cả quý cha ra bi tỷ sục khả e gạch cách ta sĩ tăng. Thiền thứ hai, quý cha ra bi tỷ sục khả e gạch cách ta sĩ tăng. Thiền thứ ba, bi tỷ sục khả xả cách ta sĩ tăng. Thiền thứ tư là sục khả e gạch cách ta sĩ tăng. Thiền thứ năm là quý ub khả xả e gạch cách ta sĩ tăng. Đó. Thành nó phải tạo nhân duyên để mình đi từ thiền thấp lên thiền cao. Khi còn bi tỷ không thể đi lên thiền cao hơn được, thành ra mình phải tạo một cái năng lực để mình bứng nó đi, để cho cái thiền tư là thiền mà thọ lạc nhưng mà không có bi tỷ. Nhớ trong các pháp mà gọi thọ lạc mà không có bi tỷ là cho đó à. Chứ không phải ấy, còn mình ở đây mình chỉ nói theo sách vở thôi, mình hạnh chưa tới. Chúng ta nói nhiều lần để cứ hỏi những cái đó, nhiều khi nói rồi nó không có lợi ích gì cho mình, cho người hỏi với người nói cả. Nam mô Phật Thà. Con thấy Định Tuệ Song Tu đã xa thuốc ngài à. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không à? Dạ, xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Trần Đạo anh Bích cho Nhật Quỳnh hỏi. Nhưng mà Nhật Quỳnh đã thấy cái câu của chim như cánh chim trời rồi. Dạ, để Nhật Quỳnh đọc về cái gì một chút nữa. Không có câu hỏi thì Nhật Quỳnh hỏi nghe Trần Đạo nghe. Vậy Trần Đạo nếu có câu hỏi Trần Đạo đỡ Mích nha. Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi như cánh chim trời. Dạ kính bạch ngài, chúng con phải tu tập để khi nào để tiếp kiếp sau, nếu được trở lại làm người thì phải từ sáng ra sáng để không bị là người từ sáng đi vào tối. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cần sinh nam và sư nữ thì có ba pháp phải hành, phải là phân sự. Thứ nhất là pháp học, thứ hai pháp hành, thứ ba là hậu pháp, học pháp, hành pháp và hậu pháp. Thì cả ba cái đó nó đều liên quan tới cái chuyện đi từ sáng tới sáng cả. Học pháp rồi học cái những gì Đức Phật dạy thường thường cần sinh nam và sư nữ đó, có bốn chuyện để làm. Thứ nhất là bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba thiền chỉ và thứ tư là thiền minh sát. Bốn chuyện tiêu giờ mình học như thế nào, cái gì liên quan tới bố thí và học cho nó đàng hoàng để mình làm cho nó trúng. Cái đầu tiên mà hộ pháp là cho nó trúng đó. Mình học những cái gì liên quan tới giới để mình giữ cho nó chính xác, để là người có giới. Vì vậy nên nhớ cái điều là mình thọ giới không có nghĩa là mình giữ giới, mà mình giữ giới không có nghĩa là mình có giới. Nó không là quan trọng ở chỗ đó. Đã, lúc nào có giới mình không biết, lúc nào mình giữ giới mình cũng không hay. Rồi cái chuyện đó là đi từ sáng xuống tối thì có, cho nên từ sáng ra sáng là không được. Bởi vì cái chuyện đó nó quan trọng cho cái cuộc đời của mình cũng làm đúng. Rồi thiền chỉ phải học một số cái liên quan tới cá tánh của mình, để trong những cái lúc mà mình khi mình tạo thiền pháp,
Ví dụ mình bố thí hay trì, trước khi bố thí trì giới xong, trong thời gian mà chờ làm cái công việc đó, mình có thể 5-10 phút để mình dùng cái đề mục mà đề liên quan đấy để mình tịnh tâm trong giây lát, thì nó sẽ giúp hai kia tốt hơn. Hoặc là mình học những cái phần liên quan tới thiền minh sát để làm cái gì, để cho là mình bỏ ngã, bỏ cái sự ngã chấp trong cái ngũ uẩn này nó bớt lần lần, thì lúc đó thì mình mới có cơ hội để kiếp sau làm người từ khá tới khá khá hơn. Chứ còn nếu không à, kiếp này có thể mình không làm ác không, đúng như gì sai đó, nhưng mà hàng A Tăng kỳ kiếp trước chắc gì mình làm thiện nhiều, thành ra nó theo kịp, nó vẫn giúp mình làm ác như thường. Thì nhớ chứ đừng có tưởng đâu, kiếp này tôi đi chùa quá trời quá đất, từ sáng tới chiều dân y cả mấy chục lần, không có gì bảo đảm kiếp sau có gì tốt cả, nếu cái đó nó chưa có năng lực. Bởi vì trong tiền kiếp của mình làm ác quá nhiều rồi, làm ác không thể đếm được, mà khi nó theo từ mình tới lúc nào thì nó dần dợt mình như thường, chứ không phải là nó theo tới là nó sẽ lôi mình là thôi, nó dần dợt mình cho mình nghe ba thở luôn chứ không có đường nào đó. Cái anh tu này nghiệp này anh nguy hiểm lắm, anh theo tới lúc nào là anh dợt mình, nên là mình cứ chắc chắn là trong cái quán mình có nhiều cái xấu đi, thành là kiếp này làm càng nhiều cái tốt nó quý hơn là mình dễ vui. Thì tốt là gì? Bố thí, trì giới, thiền chỉ, thiền định, học cho đàng hoàng, hành tùy theo cái năng lực mình có thể mình làm được, thì kiếp sau chắc chắn là có thể đi từ sáng ra sáng được. Còn còn nếu không thì mình thuộc loại đi đâu cũng không cần đèn hết. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá con kính bệnh lễ ngài ạ. Chị Như Quỳnh cho em xin chút xíu ha. Dạ con thì con cũng hay nghe nói là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Như vậy á thì như vậy thì câu này á có phải là kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy mình hay không ạ? Là một cái, thứ hai nữa là nếu như mà tụi con á ở ngoài đời như vậy á thì giữ giới thì con nghĩ là giữ giới giống bé bú bình á, trường chúng con vậy ở ngoài cái đời sống như cư sĩ khó mà tu thiền đúng không ngài? Bởi vì anh nếu mà mình giới mình trong sạch đó là gặp cái trường hợp đó mình không làm thôi, nhưng chứ không, không có phải là mình hoàn hảo được, nên con nghĩ là cái câu giới năng sanh định, định năng sanh tuệ thì chỉ dành cho các thiền sinh thôi đúng không thưa ngài? Dạ con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái câu đó có trong kinh điển hay không chúng tôi không có sure, để chúng tôi chưa có trực tiếp thấy. Thật sự ra cái đó dành cho tất cả mọi người chứ không phải mình đừng hiểu cái định ở đây tức là định trong thiền, không phải định tức là cái sự mà không có bị phóng phóng dật phóng tâm trong cái công việc làm hàng ngày của mình, thí dụ như mình lái xe đó. Bởi vì Đức Phật đã dạy trong cái lời di huấn cuối cùng nè, quá đã tham ma sẵn cả ra bà ma đề ná sẵn ba đề thạ, tức là không có dễ vui, chứ không dễ vui ở đây đó theo chú giải thì nghĩa là lúc nào rảnh là nên hành thiền tứ niệm xứ, tức là luôn luôn có niệm. Niệm thì bây giờ đó mình muốn được cái đó là mình phải tập cái pháp là đừng có để cái tâm nó phóng ra chuyện tào lao quá nhiều, mà thường là mình không có biết mình để nó phóng ra dữ lắm. Bởi vì mình phàm phu 12 tâm bất thiện mình nó còn, thì khi nào nó xuống tới 12 tâm, một trong 12 tâm bất thiện, lúc đó là mình kể như là không không phóng tâm cũng phóng vật, không phóng vật phóng tâm cũng thất mà đó. Thì là mình ráo gắng mình làm thế nào để cái đó nó bớt, chứ mình nói mình không có là không có được. Nó bớt còn dựa vào số cái đối tượng, ví dụ như bây giờ mình
thuộc cái câu kinh lễ lễ Bái Tam Bảo thôi, không cần nhiều, hay là câu mà Tam Quy đó. Đó thì khi nào rảnh nào mình sợ mình cái tâm mình nghĩ ác thì mình đọc, mình tụng tụng để cho mình nhớ lại cái điều đó thì nó sẽ bớt, chứ nó không phải nó hết đâu. Bởi vì hết cái đó thì phải là hết 100% phải tứ thế kìa, tam quả vẫn còn nó như thường thì mình đừng hy vọng mình hết làm chi. Là nó khi mình tập những cái đó đó để cho cái tâm mình nó có năng lực, hay khi nào nó bớt phiền não thì nó có năng lực, còn nó có phiền não càng nhiều thì năng lực nó càng mất đi. Đó. Cho nên là cái tâm mình nó rất là yếu ớt, nó thật sự đó. Và thứ hai nữa đó, cái tâm mình nó vừa yếu ớt mà nó còn là cái thứ mà dễ tạo phản lắm, nó phản bội mình lúc mình không có biết. Ừ. Chứ thật sự đó, thành ra mình phải đề phòng nó, đề phòng để cho nó đừng trở cờ bao que xỏ lá với mình, không có gì đó. Thành ra mình phải đề phòng nó, tại sao mà chúng tôi nói nó phản mình rất dễ. Bây giờ mình đang nghĩ thiện nhưng mà chỉ có người nào đó nhích mình cái là cái tâm sân nó phát sanh liền à, tức là lúc đó là nó phản mình chứ gì nữa, mình đâu kiểm soát được nó đâu. Nên mình phải tạo một số điều kiện để cho cái sự phản bội của nó ít, chứ không phải là nó không có, nó phải có. Đó, đó là lý do tại sao Đức Phật dạy những cái pháp mà mình thường làm đó là thứ nhất niệm về ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái thứ hai nữa đó là hành cái pháp mà về tứ vô lượng tâm, tức là rẽ tâm tư đó. Và cái ba là niệm về sự chết. Ráng mình học những cái đó để có căn bản rồi đó. Thành ra khi mình buồn chán buồn gì đó thì mình lấy một trong ba cái đó mình làm thì cái tâm mình nó không có bị rớt xuống cái hố sâu. Ví dụ như mình đương chán nào với ai làm gì mình đó, hay là mình đương thua stock mà mình niệm sự chết thì chắc chắn là bây giờ mình không thua thì mình chết là mình cũng thua. Thì người nó bình tĩnh trở lại. Thành ra đó những cái chuyện mà mình ráng cố gắng mình hành, dù rằng mình không hành để đạt, nhưng ít nhất mình phải làm những cái mà tối thiểu vậy đó để nó giúp tới tâm mình nó quân bình trong cái đời sống hàng ngày đó. Mà trong quân bình trong đời sống hàng ngày đó sẽ chỉ có câu mà giới giới năng sanh định, là tại sao? Tại vì khi giới trong sạch thì cái tâm mình nó không có bị này bị nọ thì nó cái định nó mới mới mới, mới tới nhanh với mình được. Mà khi mà giới định mà nó có năng lực á thì lúc đó đó cái niệm cái tệ mình nó sẽ đủ đủ tư cách để nó làm cái công việc của nó. Còn nếu giới của mình đó, mà nó đã không có ấy thì nó bị khuyết một cái đó là cái tâm mình nó dao động liền. Mà cái tâm dao động thì niệm với tệ không bao giờ phát sanh được cả. Tâm dao động đó là lý do là sao có cái câu đó, là mình làm thế nào để cho ba cái đó, đó nó tương đối là nó có năng lực. Mà muốn nó có năng lực thì phải dựa vào Phật pháp. Đức Phật dạy cho mình, ngài không có dạy cái gì cao xa cả. Cái điều mình làm biếng mình không làm thôi, mình cái lỗi con người đó khinh thường việc ác nhỏ rồi làm, chê việc phước nhỏ rồi không làm đó. Người ta là cái mà con người hay bị vậy đó, nên nó rốt cuộc cái lưng con lưu ba cõi sáu đường hoài, tại vì cái tâm của mình nó không có được vững chắc. Nó mô bích thai giá. Dạ con thấy cõi mình đã sa thút, con kính tri ân ngài. Dạ con kính đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, khi tùy niệm ân đức Phật, phải niệm đủ chín ân đức hay có thể chọn một vài ân đức cũng được? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Đưa Giáo Quỳ, phải đủ cái chính về cả tiếng Bali và ý nghĩa của nó, chứ không phải là niệm Bali không là đủ. Đang có nghĩa là gì, có bao nhiêu nghĩa, bút thô nghĩa gì, phải học cho nó đầy đủ. Thường bên Thái thì họ có nguyên cái câu dài dài khi họ tụng nghe đó,
tụng ngay cái tụng tam quy họ cũng tụng để nhớ tới ăn Đức Phật, họ tụng dài dài chứ họ không tụng ngắn giống như mình. Thường tụng là Acchata Gebanu Bê Tăng Bồ Tăng Saranang Gacchami, kể từ hôm nay cho tới hết đời sống này con xin trở về, xin quy y và xin nương nhờ đến Đức Phật. Thì khi mà họ động tụng cho dài vậy đó thì họ nhớ ba cái ơn Đức Phật. Tới chừng cái Acchata Gebanu Bê Tăng Đu Ti Dâm Bị Bút Thân Xà Năng Gách Xà Mí thì họ nhớ thêm ba cái nữa, thì họ tụng dài họ nhớ được. Rồi lần thứ ba cũng vậy, Acchata Gebanu Bê Tăng Tà Ti Dâm Bị Bút Thân Xà Năng Gách Xà Mí, họ nhớ thêm ba cái hành chính là vậy đó. Phải nhớ cho đủ hiểu ý nghĩa. Ban đầu thì mình chỉ nhớ sơ sơ về Pali, nhưng sau này phải hiểu ý nghĩa nữa nó có mới có năng lực. Vì khi mình đọc cái ngôn ngữ mà quốc mà mình hiểu được ý nghĩa thì cái hỷ lạc nó phát sanh, bi tị nó mới phát sanh. Mà nó khi nó phát sanh vậy đó, nó có niệm đó là trong rất là vững chắc trong cái ân đức của Đức Phật, chư Pháp và chư Tăng. Nam mô Bích Thầy giáo. Dạ, con thấy định tuệ trong song tu đã sa thúc kính tri ân ngài ạ. Chị Nhật Quỳnh có câu hỏi gì không? Chị Nhật Quỳnh có câu hỏi thì chị giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài. Dạ, kính mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Trần Đạo. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, bạch ngài, dạ, lúc nãy con nghe ngài nói mình hay nói chuyện tào lao, những lời vô ích. Dạ, bạch ngài, thí dụ những vị tu sĩ đi, thì con thấy cũng có vị giữ giới được, có vị thì không giữ giới được. Thì trong đầu con thì con nghĩ giống như mình thôi, những vị tu sĩ thì cũng giống như mình thôi, mình cũng muốn tu lắm mà mình tu không nổi thì thôi, mình không có quan tâm tới ai giữ giới được, ai tu tốt thì mình học theo, còn ai có bị phạm giới hay bị gì đó thì mình không quan tâm tới. Nhưng mà con cũng thấy ví dụ có người thì người ta đọc tin tức đi, ta thấy được những cái xấu của những vị tu sĩ, rồi người ta đem lên, người đi qua qua nói với người này người kia, giống như là truyền ra cái xấu của người tu sĩ. Thì như vậy có phải là nói chuyện tào lao, nói lời vô ích không, bạch ngài? Dạ, Nam mô Bích Thai giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái người mà nó có 10 điều, chưa tới 10 điều nữa, mà cái chuyện mình nên nói thôi. Thì 10 cái điều đó nói về định tuệ, nói về chánh tri kiến, nói về cái pháp hành, nói về làm thế nào để giới trong sạch này kia đó, chỉ có 10, khoảng 8 tới 10 điều thôi. Còn cái mà nói lời vô ích hay là cái tâm hoang vu đó, nó tới 30, gần 30 điều đó. Nói chuyện hoàng gia, nói chuyện ngoài chợ, nói chuyện này chuyện nọ chuyện đồ đó đều là nói lời vô ích cả, chứ không phải không có ấy đâu. Cái đó được ghi rất rõ ràng trong Thanh Tịnh Đạo, 20 mấy điều như vậy đó. Mà 20 mấy điều như vậy đó là được gọi là nói lời vô ích cả, liên quan tới hoàng gia, liên quan tới chính phủ, liên quan tới xích tóc xích tiết gì không sùm đó. Thì cái đó là Đức Phật khuyên chúng ta không có nên làm, không có nên nói ha. Vậy nói cái đó thì nó làm cho cái tâm mình nó xa rời giáo pháp, tức là gọi là tâm hoang vu đó. Nói riết rồi thành ra mình họ mình tào lao nào mình không ai ha. Thành ra thường thường đó, tất cả những cái pháp hành mà trong trường thiền đó, nó khởi đầu bằng cái miệng của mình đó, mà không ai để ý. Sau này người ta mới mới viết ra đây là xin đừng nói hay xin đừng gì là vậy đó, nghĩa là xin giữ im lặng rồi vậy này kia đó. Đó là cái đó là nó bắt đầu từ cái đó, vậy nên nhớ cái chuyện đó.
Nghĩa là pháp hành bắt đầu không phải từ là tam quy ngũ giới gì, nó bắt đầu từ cái miệng của mình. Thành ra cái miệng của mình mà càng ít nói đó thì cái người mà cái định nó càng càng có nhiều năng lực. Còn người mà nói nhiều đó, bởi vì mình nói thì cái tâm nó phải làm việc, mà nó làm việc với mấy chuyện tào lao như vậy thì chắc chắn là nó làm sao mà nó có khả năng để cho mình có thể mình nói được. Nhưng mà dầu rằng có tịnh khẩu đi nữa thì cái đầu óc mình nó vẫn làm việc. Nếu mà cái miệng mình nó muốn nói nó không được thì cái tâm nó cũng làm việc theo cái kiểu tịnh khẩu, chứ làm sao nó không nói được đó. Thành ra những cái điều đó mà khi mà mình mà nói đây có nghĩa là kể cái luồng suy nghĩ mình muốn suy nghĩ, phải suy nghĩ coi giới mình có trong sạch chưa, hay là mình suy nghĩ coi cái định này nó có thích hợp với mình hay không, hay là mình suy nghĩ coi tại sao mà nó bữa nay cái tâm mình nó phóng nhiều hơn đời mà thái khái vậy đó, là những cái điều mình có thể nói hoặc suy nghĩ đó. Chứ còn những ngoài những cái điều khác thì không nên, bởi vì cái đó nó giúp cho cái tâm mình nó tào lao đi lắm. Bây giờ cũng vậy chứ, mình một người nào một mình mà từ 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 đầu tới đuôi á, mình nói bằng cái óc mình nó nhiều lắm, không bao giờ mà mình ở chỗ được đó. Đó là lý do tại sao mà khi mà vô những đường thiền người ta dùng cái phương tiện đó, mình gọi là niệm đó, bà rít cầm má đó, ví dụ bút thô đó, để làm gì? Để cho cái tâm mình ở trong cái từ ngữ đó, để giúp cho mình có cái niệm trong cái việc mình lên tiếng như vậy đó, nó giúp cho mình thôi. Chứ cái đó không phải là thiền, hay là phòng xẹp rồi này kia cũng không phải là thiền, đi dở bước đạp té ngã gì cũng xùm, cái đó không phải là thiền. Mà cái đó để giúp cho cái mình có cái niệm trong việc nhận bắt đối tượng mà thôi, để cho mình đừng có suy nghĩ tầm bậy, để cho cái miệng mình nó đừng có tào lao. Chứ đừng có tưởng là phòng xẹp là thiền, không phải. Bút thô là thiền cũng không phải ha. Bởi vì thiền là công việc làm của tâm, cái miệng nhấp nháp cái gì đó là nó chỉ giúp cho mình cái niệm mình nó không có đi tào lao mà thôi, vậy đó. Mà không phải là mình tịnh khẩu là mình không có nói, mình vẫn nói bằng cái óc của mình chứ không nói. Thành ra mình tịnh khẩu, nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài nói là cận tứ chúng gặp nhau đó không nói được lời đúng chánh pháp thì giữ im lặng như bậc thánh. Thì giữ im lặng như bậc thánh chỗ đó là chữ bậc thánh nhập thiền, tức là người ta đắc thiền gì đó, người ta nhập thiền, tức là nhập thiền tức là cái tâm ở trong đối tượng duy nhất, không nói bằng cái óc mà cũng không nói bằng cái miệng, đây là giữ im lặng. Chứ không phải giữ tức là ngồi lên diêm, nhưng mà trong đầu óc bàn tính kế hoạch hồi đó phải làm vậy thì đâu có được, thấy không? Không nói bằng miệng mà cũng không có nói bằng cái não của mình nữa. Chứ không, mình là phàm nhân, đừng nói mình không nói bằng miệng, cái não mình nói gấp chục lần cái miệng cũng như không. Thành ra cái chuyện gì mà mình nói đó, nghĩa là ngoài 10 cái điều mà liên quan tới giới định tuệ, liên quan tới pháp hành, liên quan tới sự chứng đắc, liên quan tới này đó thì nên nói, mà trong giới hạn thôi, chứ không phải là tha hồ mà múa tha hồ mà nổ thì không nên đó. Nói trong giới hạn thôi. Ví dụ có người nào ta hỏi mình cái đó thì mình chỉ biết một trong 10 điều đó thì mình nói tại sao Đức Phật khuyên mình không nên nói ngoài 10 cái điều này, thì mình giải thích chút chút cái thôi. Chứ còn không từ sáng tới giờ nhịn nói tới chừng có người là hỏi nổ ra như là bom nổ ban thì không có được nha. Thì cũng gọi là nói nhiều chứ không nói ra. Còn những cái điều khác đều là tào lao hết. Thành ra Đức Phật chỉ dạy vậy thì mình nên theo cái đó, chứ không phải là mình không nói bằng miệng, nhưng mà mình ngồi suy nghĩ nhiều, không phải là mình làm cái chuyện có ích, không phải, vẫn vô ích như thường. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính tri ân những lời giảng dạy của Ngài rất là nhiều. Dạ, con phải chú ý cho mình hơn, để mình không có nói tào lao, nói những lời vô ích. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con thấy câu hỏi của Sofa Nachita, con xin đọc ạ. Kính thưa sư, làm thế nào để có tam tư trong phước thiện cung kính? Dạ, Nam mô Bích Thà giá, con kính dân bích đến Ngài. Nam mô Bích Thà giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Không biết cái gì hỏi, có biết tam tư là gì không? Tam là ba tư là y răng là không phải. Tam tư là ba cái sự suy nghĩ, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm.
Ví dụ trước khi mình làm cái việc đó thì mình phải suy nghĩ, có suy nghĩ về cái liên quan tới vấn đề đó. Đó. Ví dụ như người đó có tư cách về 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 suy nghĩ thì mình sẽ gặp đảnh lễ người kia. Trong khi mình đảnh lễ với cái tâm mình nó kính trọng, nên là quan sát cái thái độ nó kính trọng là sau khi làm xong cái tâm mình nó vẫn liên hệ tới cái đó, chứ không phải tâm tư là ba tư đâu đó. Thành ra cái hiểu hiểu không nên là cái hỏi hoài bất cứ việc gì đều quay trước khi làm phải suy nghĩ liên quan đó, trong khi làm cũng phải suy nghĩ chỉ liên quan tới cái việc đó thôi để cho nó tốt hơn, và sau khi làm cũng suy nghĩ liên quan tới việc đó mà thôi chứ không có liên quan tới việc gì khác hết đó à. Tức là để làm cho hành động lúc sau này mình có làm hành động nó vẫn tốt hơn, tốt hơn thì tốt hơn. Nó một bích thầy á. Con bích thai giá dạ. Dạ con thấy sơ khóa nó chích tá đã xa thủ rồi. Quỳnh không thấy. Dạ, mà có khi Quỳnh thấy rồi mà Quỳnh quên. Dạ nó mơ bích thai giá dạ. Dạ đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 5 phút thôi. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ mời đạo tràng có thể đưa câu hỏi. Dạ cũng có thể đưa bằng tay. Dạ Trần Đạo ơi, dạ Trần Đạo kết thúc được không Trần Đạo, hay là Nhật Quỳnh sau khi câu hỏi rồi Nhật Quỳnh kết thúc và dạ, Trần Đạo cho một tín hiệu nha. Dạ Nam Mô Bích Tha giá dạ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ không có câu hỏi, còn hỏi tiếp ạ. Dạ bạch ngài, ví dụ như chúng con như ở nước ngoài này đi thì thường không có cơ hội để đủ cơ hội để về làm phước dân y ở Việt Nam thì chúng con hay gửi tiền về Việt Nam để hùng phước dân y. Như vậy có người hỏi con thì như vậy mình làm phước như vậy mình có đầy đủ phước như những người được về tận nơi tận tay các bạch và tận tay dân những cái tứ vật dụng hoặc y thế này thế khác đến với chư tăng hay không. Và câu hỏi con là một người gửi tiền về với một người được đến nơi để mà làm phước dân y thì hai cái có hai cái điều đó có bằng nhau không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô bích thai giá dạ. Nam mô bích thai giá dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, bố thí tận tay là một trong năm điều của cái cách mà làm phước của bậc chân nhân à, làm phước tận tay đó, bậc trí họ làm là làm phước tận tay đó. Bởi vì khi mình cái lúc hiện tại mình dâng cúng mà tới bằng tay của mình, bằng thân khẩu ý của mình nó trong sạch lúc đó đó, nó làm cho cảm giác của mình nó rất là rùng rợn chứ nó rùng rợn chứ không phải là chuyện nhỏ. Nó còn bây giờ mình ngồi ngoài đây mình chỉ tưởng tượng mà thôi, mình gửi tiền nhiều nào mình gửi làm thí chủ này kia thì tới giờ đó mình chỉ tưởng tượng thôi, làm sao bằng là cái mình đụng vô cái chỗ thật sự vậy được đó. Thành ra nếu mình không có phước làm lễ dân y mà làm phước khác không được. Cái nghĩa là nhiều lần nó vẫn cái phước này vẫn lớn như thường chứ không phải lễ. Thí dụ như mỗi ngày đó ở cái gần chỗ mình có 5 ngôi chùa nha, chùa Thái, chùa Miên, chùa Lào. Đó. Mình đánh rảnh từng mình làm một chùa đó mình tới mình xin để dân y không phải để bác vậy thôi. Chứ không cần gì đó. Mà mình làm nó liên tục như vậy đó, cái năng lực phước báo nó vẫn nhiều như thường chứ không phải là nó không nhiều. Nó nhiều. Tại vì người ta nói làm lễ dân y rồi sau này được làm để hiểu với cụ có y dân cái gì mà đi tìm y, tại vì không lẽ nói cái đó là không chính xác. Trong cái đời một cái gì mà tạo được phước báo ba la mật đầy đủ để có thể đắc thánh trong cái kiếp cuối đó, bao giờ cũng có làm lễ nghi đó, nhưng mà rất tiếc là cái sự làm lễ nghi của họ nó không khả năng nó cho quả trong kiếp hiện tại mà thôi, chứ làm sao mà không làm lễ nghi được. Đều có hết á, trong quan tăng kiếp mình đã từng làm rồi, nhưng mà có lẽ những cái lúc mình làm vậy đó mình làm không có đủ cái chi của nó không đủ mạnh nên nó cho quả trong cái kiếp mà mình cần y, chứ làm sao không có được. Ví dụ như ngày Lô Cả Tị Xã Thầy Ra học trò ngày Sa Di Bụt đó, từ lúc tu cho tới bữa cơm cuối cùng mới được no ra ăn chết luôn, không lẽ từ xưa giờ không có bố thí à? Bố thí nhưng mà nó không có khả năng nó cho quả,
thì cái quả của cái hiện tại đó đó, cái nhân đó nó quá mạnh nên nó cho quả đầy đủ hơn mấy chỗ khác, thành ra cái những cái kiếp mà từng làm là bố thí làm này làm nọ không có năng cho quả nó mới đói hoài, chứ làm sao mà không bố thí được, ví dụ hiểu chuyện đó. Thành ra khi mình làm gì mình phải làm cho đủ ba thời hay bốn thời giống như chúng tôi nói vậy đó, mà phải làm tận tay thì cái đó nó đủ năng lực để nó cho quả, chứ còn mình gửi về chưa chắc là tới cái lúc đó lấy lúc mình cần phước mà nó có đủ năng lực để nó cho quả cái đó lúc nào đâu, thấy không? Thành ra mình làm phải phải vậy đó, phải làm cho nó nhà thân khẩu ý phải trang nghiêm trong sạch, phải làm đúng thời đúng lúc đàng hoàng chứ không phải lúc nào nấy. Rồi cái nhiều người nói cái vô bài giá rồi kia đó không có trong tiền kiếp không có dư đi, nói là không có chính xác, dân sao không dân, nhưng mà trong cái lúc dân có thể lúc đó nó dễ vui rồi, cái này nó không có khen đủ năng lực theo cho quả sao không có. Trong bao nhiêu tăng tỳ kiếp tạo ba mười loại ba la mật, mà trong bố thí ba la mật mà không có vụ lễ dân y á, phải không? Chứ nó không đủ khả năng nó cho quả thôi, đừng có tưởng lầm cái kiểu đó nguy hiểm. Nam mô Bụt Tha Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hàng Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị, Phật Đạo là phát sanh trong cái buổi pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành cho tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sa nam cận sa nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt ác pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sẵn Khai Dạ, Nam mô Ra Tịnh Tây Gia Sa. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của con rất là hoan hỷ và tri ân ngài, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng của chúng con để chúng con sửa lại cái tri kiến để đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn cho được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đánh giá quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Được mình thấy thấy Diệu Minh đưa lên cái gì đây, lại thêm một năm nữa trôi qua, chúng con kính chúc rồi đánh chẳng quá ngài rồi đúng rồi thôi, nhưng Nhật Bình đọc luôn nha Diệu Minh nha, lại thêm một năm nữa trôi qua, chúng con kính chúc sư Liễu Tông luôn an vui mạnh khỏe, kính cảm ơn sư đã sống an vui khỏe mạnh trong năm qua và đã cho chúng con những lời khuyên hữu ích từ Đức Phật. Chúng con thành kính tri ân sư, nguyện cho phước báo nào chúng con có làm được từ vô thủy đến nay đều có được. Nguyện xin phước này làm nhân lành giúp chúng con học và hiểu lời khuyên nhủ của sư. Sa thú Diệu Minh rất là hay, rất là có tình có nghĩa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, cảm ơn Diệu Minh rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bây giờ thì con thấy có đại đức Pháp Trang. Dạ, sư có chức máy, sư cho con một tín hiệu để con kính mời đạo tràng sám hối sau khi tính pháp, rồi con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, xà thú đành thai, con tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Trần Đạo rất là nhiều. Dạ, hôm nay Trần Đạo đã làm thị giả cho ngài suốt một buổi, rất là cảm ơn Trần Đạo. Uất tam ang ghe na quan đề hang ba đà phẳng sum và ruột tam ang buột thể vô khai tẩu đô sau buột thâu cả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Phật tam ăn ghê nào quanh đê hăng thẩm anh cho đức quý thân và răng thẩm mê vô khali tô đổ